Hello tất cả anh em nha, và chào Monro quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugui đây. Và chào Monro quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi đốt cho trong lý mùa 5.5 này anh em ơi. Hiện ngày hôm nay mình xin phép gửi tới cho tất cả anh em meta hiện tại đang khá là hot ở cái phiên bản hiện tại nha. Thì đó chính là bài Nocturne Carry này. Thì cái bài Nocturne Carry này nó khá là khác so với những cái bài mà Nocturne Carry ở mấy phiên bản cũ anh em ạ. Tại vì khác thứ nhất á là đồ nó khác anh em ạ. Còn cái kết hợp tướng với lại là đội hình nó thì chắc chắn là nó sẽ giống nhau rồi, nhưng mà nhiều khi anh em ra biến thể khác thì đội hình nó cũng sẽ xoay sang một cái chiều hướng khác nha. Thì đối với cái bài Nocturne Carry biến thể hiện tại mùa này với lại phiên bản này luôn á, thì ba cái đồ mà mình cảm thấy là người ta chơi nhiều nhất với lại là chuẩn nhất ở nhà anh em ơi hiện tại luôn á, đó chính là Đại Bác, Vô Cực và Cung Xanh. Hồi trước là người ta chơi cung party nào vô cực hoặc là hít kiếm các kiểu á, nhưng mà bây giờ là người ta chuyển sang chơi Đại Bác, Vô Cực với lại là Cung Xanh nha anh em ơi. Và khi mà phiên bản mới này á, là một con carry của anh em hoàn toàn có thể là lấy được hai món đồ ánh sáng carry, nên nhiều khi anh em có Đại Bác hoặc là Vô Cực mà nó là đều là ánh sáng á nha thì nó rất là lỗi luôn á. Còn xui xui thì được một món thôi, còn nếu mà xui nữa thì không được món nào, nhưng mà đây là đồ chuẩn nha. Còn nếu như mà anh em không có đồ chuẩn á thì anh em có thể lắp tạm những cái món đồ khác, thì nó chính là cái huyết kiếm nè, hoặc là bati nè, hoặc là bàn tay công lý nè, nhưng mà nó sẽ không tối ưu được cái lượng đam mà Nocturne có thể gây ra cho cái bài meta này nha. Thì bài này chơi nó cũng khá là đơn giản đối với những cái bài khác anh em à. Thì nó chơi cách chơi thì lên level 7 đi anh em, slow roll Nocturne 3 là đủ rồi. Còn cách đếp máu như thế nào thì đó là tùy về trình độ của tất cả anh em rồi, chứ mình cũng không biết nói như thế nào nữa. Thì đội hình mà chuẩn nhất đẹp nhất cho cái bài này đó chính là đi chung với sát thủ và tà thần nha. Đây là hai cái búp mà đơn giản nhất mà nó hiệu quả nhất cho Nocturne rồi đó, tại vì nó vừa kích được đam nè, nó vừa tăng được thêm một cái giúp thiên thần miễn phí nè anh em, với lại là những con tà thần này là bỏ vào là có tăng rồi. Tại vì Ivan nè, Volibi nè, hay là Fiddle Stick nè đều là tướng 4-5 vàng cả, mà riêng con Ivan với lại là Fiddle Stick đó anh em bỏ vào là đã có hai con tăng cơ cực kỳ chất lượng rồi. Và Fiddle Stick nó còn phụ thêm đam nữa nha. Nếu mà cái đồ hình đẹp nhất có thể đi chung với cái bàn Nocturne này đó chính sẽ là 4 tà thần và 4 sát thủ nha. Nếu như mà anh em lên được level 8 hoặc level 9 mà ra Teemo sớm á, thì anh em có thể kẹp thêm Teemo vào luôn để lấy thêm cái thuật sĩ. Và Teemo này là cũng một con tướng phụ đam ở level 8 hoặc level 9 nữa, nhưng mà ra sớm á là cực kỳ chất lượng nha. Tướng sát thủ á thì mình sẽ khuyên em lấy 4 con tướng đó chính là Dana nè, Nocturne nè, Bay nè và Vigo nha. Đồ ánh sáng không ra đẹp chút nào anh em à, không ra được cái món đồ nào mà xài được cho Nocturne cả. Ây da, sĩ đẹp tới nhỏ, xem thử nào. Thôi chắc là lấy cái ây da, không biết lấy đồ nào luôn á anh em ơi, thật luôn á. Chắc lấy tăng thôi anh em. Mấy cái đồ kia thì mình vẫn chưa biết nếu mà lấy là sẽ ghép cho con này, cho cái con nào nữa. Nếu như mà anh em ra biến hệ á, kiểu như là biến sát thủ là nó ok nhất rồi nè, thì anh em có thể lắp cho luôn Fiddle Stick nha. Tại vì Fiddle Stick mà nó cầm biến sát thủ á, đam nó cực kỳ cao luôn, chỉ cần biến sát thủ thôi nha anh em ơi, và lên được 2 sao á là cái lượng đam nó gây ra cũng rất là chất lượng rồi. Và con đó nó bay ra đằng sau á, nó quá nhiều đồ hình ghê lắm. Còn nếu như mà anh em ra biến tà thần hoặc là mấy cái biến thuật sĩ hoặc là biến khác á thì dễ lắp rồi, lắp cho con nào mà trẻ được đúng không. Cái bài này thì nếu như mà anh em muốn chơi lúc đầu game á thì phải ra những cái mảnh đồ hoặc là ra tướng nó chuẩn chuẩn một chút nha thì anh em mới chơi, còn không thì cũng được ở nơi spam nha anh em. Tại vì cái bài này nó cũng cần phải có một cái đội hình mạnh mạnh chút á, đếp máu lúc đầu game để anh em có thể lên được level 7, level 6 sớm anh em slow roll Nocturne 3. Cái bài này nếu như mà nó muốn top 1 á nha, muốn top 1 á thì phải chắc chắn là Nocturne 3, còn lọt top mà Nocturne 2 á thì cái đó là tùy vào cái lobby của anh em nó có yếu hay không hoặc là nó có mạnh hay không, tùy vào trận đấu nha. Có rất là nhiều trận là mình thấy người ta chỉ cần Nocturne 2 mà đồ chuẩn mà ra sớm một tí á thì lọt top là hoàn toàn có thể. Còn nếu như mà nó muốn top 1 mới nha, bắt buộc phải là Nocturne 3. Mấy cái bài mà 1 tiền hay là 2 tiền slow roll carry á thì nó không cần phải là một cái đồ hình nào mạnh lúc đầu game hoặc là yếu tố gì quá nhiều cả anh em à. Tại vì cái bài đó là roll sớm, nó ra sớm thì mình top 1, còn không ra thì mình cúp luôn. Còn những cái bài mà 3, 4 hoặc là 5 tiền carry á thì nó bắt buộc phải có một cái đồ hình đép được một tí lúc đầu game nha, để anh em lên level 6, level 7 á còn dư một chút tiền với lại là không mất quá nhiều máu để anh em có thể slow roll từ từ. Thường là mấy cái bài slow roll này mà roll không ra là thường là cúp luôn á anh em ơi. Mình đang còn thiếu một cái găng nữa, mình cũng chưa muốn lắp vội anh em à.
tại vì còn một cái đồ ánh sáng RAW 5.1 nữa mà chờ ở đây thì hơi lâu. Nên cái meta hiện tại là meta giữ máu nha. Nhiều người ta sẽ chốt đồ hoặc là chốt đồ hình sớm nếu như mà RAW 3.6 nó ra đồ ánh sáng quá hợp, hoặc là ra đồ ánh sáng mà có thể là xài được luôn cho carry của người ta. Còn không là người ta sẽ cố gắng đếp máu tới RAW 5.1 luôn anh em à, để đánh là carry mà hai đồ ánh sáng. Chơi vì nó sẽ nguy hiểm hơn, nhưng mà cái tỷ lệ top 1 nó sẽ cao hơn. Tại vì một đồ ánh sáng mình đã nói với anh em rất là nhiều lần rồi, nó gần như là gấp đôi chỉ số so với đồ bình thường. Đó, cung gỗ à, có quà luôn nè anh em à. Lấy kháng phép đi ha. Tại vì cung gỗ mình đồ hình này thì đủ rồi anh em ơi, ba cái là đủ rồi. Đại bác với lại là một cái cung xanh, đủ ba cái rồi nè, không cần gì nhiều nữa. Ủa có Vigo luôn nè. Wow, có bài luôn anh em à. Nóc tool nè. Bài 2 nè. Mình sẽ slow roll kiếm nóc tool 3 sao ở level 7 này nha. Nếu như mà anh em dép không được lúc đầu game mà đồ hình của anh em nó cảm giác yếu quá mà anh em vẫn muốn chơi cái bài này á, thì anh em có thể roll sớm một tí ở level 6 để kiếm full đồ hình này 2 sao như là nóc tool 2 trước, bài 2. Lúc đầu game thì không có Vigo như mình nè, thì có thể chơi con Khajiit để đếp máu, tại vì Khajiit nó cầm đồ mà 2 sao nó cào cô lập nó cũng khá là đau nha. Xong rồi đi chung với tà thần hoặc là đi chung với kỵ sĩ hiệp sĩ thôi. Cái con Nocturne này hồi bữa là người ta lắp party với lại là huyết kiếm các kiểu á, là tại vì nó có hai cách đánh anh em à. Một là đánh xa, đánh xa mà đơn mục tiêu á nha, nó sẽ tăng thêm tốc đánh cho Nocturne, còn đánh gần mà đa mục tiêu á nó sẽ là hồi máu. Nên cái meta này với lại là meta hồi bữa là hoàn toàn khác nhau nha. Meta hồi bữa là nó thiên về đánh nhiều mục tiêu hơn, với ba tiêu và hit kiếm cũng như là đánh gần nó sẽ hồi máu nhiều hơn. Còn cái meta này nó sẽ là ưu tiên đam đơn mục tiêu, và cái lượng đam chắc chắn rồi nó sẽ hơn cái meta kia một chút, nhưng mà nó sẽ bù lại là không có hồi phục nha anh em. Nên bị mà sốc đam hoặc là bị người ta chú ý trước, đánh trước á thì không có máu nó hồi lại, nó cũng khá là phiền á. Cho các bạn là chắc chắn phải kịp thêm tà thần rồi, không kịp là không được đâu. Đồ hình nếu như mà không có biến hệ luôn á, không có một chút biến hệ nào luôn á, thì sẽ là 4 tà thần, 4 sát thủ và kẹp thêm những cái búp nhỏ khác ở level 8 nha. Level 8 mà đủ rồi nha anh em. Hiện tại Nocturne này đang là một trong những cái bài mà đang là top meta á, khá là mạnh nha. Anh em hoàn toàn có thể chơi được cái bài này để leo rank. Những cái bài meta hoặc là những cái video khác á là mình đã có thử test qua vài chọn hoặc là xem người ta chơi rất là nhiều rồi. Mình mới test qua, mình thấy nó mạnh, nó hợp lý, dùng để leo rank được đó, thì mình mới làm và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Nên anh em không cần phải lo về cái độ mạnh của cái đồ hình này. Chủ yếu là cái chọn đó anh em chơi có được hoặc là có hợp hay không thôi nha. Có tùy mô luôn anh em ơi, lấy luôn nha. Với lại là mình cũng đang cần cái găng á, vô cực với lại là cung xanh, là mình cần thêm một cái găng nữa mới đủ. Bài này thì cần rất là nhiều cung gỗ với lại là găng nha, nên lúc đầu đi chợ anh em có thể ưu tiên lấy trước những cái món đồ này. Còn kiếm bếp á, là chỉ cần đúng một cái thôi, nên mình nghĩ là không cần lấy, để nó tự ra được anh em ơi. Lắp luôn cho nó nha. Nếu như mà RAW 5.1 á, nó có đồ ánh sáng như là vô cực ánh sáng hay là đại bác ánh sáng á, thì mình có thể đổi được mà, tại vì nóc tu này chưa ba mà anh em. Nên mình chỉ cần lắp vô cực cho con nóc tu này đứng ở hàng chờ á, xong rồi cho nó lên ba là nó tự văng ra. Còn cái đó là vô cực thôi nha, còn đại bác thì mình không biết nha anh em. Tại vì vô cực là mỗi con chỉ cầm được một cái thôi, nên chắc chắn là nó sẽ văng ra vô cực. Còn nếu như mà nó ra đại bác ánh sáng á, thì mình không biết có văng ra không nha. Nó có thể là hai đại bác luôn á, và mất cái vô cực hoặc là mất cái cung xanh. Ok, hồi nãy lấy cái thú tượng lột, lấy cái dây kia ánh sáng nó cũng khá là ngon, có thêm tăng cũng được. Đồ hình cơ bản nhất mà em có thể chơi đó chính là đồ hình cần tăng với đam thôi, đó là cơ bản nhất của luôn rồi đó. Rồi nóc tuôn nè. Anh em nào mà còn chưa hiểu hoặc là cách chơi cái đồ hình này thì hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình biết là mình sẽ trả lời luôn giúp cho anh em. Lúc mà roll Nocturne thì anh em có thể nuôi thêm những cái con khác, Ivan, fit đồ các kiểu. Đồ này thì chỉ cần Nocturne 3 thôi nha anh em ơi, mấy con khác là không cần 3 đâu. Nếu mà ra 3 nhiều quá thì anh em hoàn toàn có thể nuôi được 3 3.
tại vì nó rẻ, còn mấy con khác thì nó mắc lắm, không nuôi nổi đâu, độ hình là tầm 4-5 tiền không à. Mấy con sát thủ á là con ba là rẻ nhất rồi á, tại vì đồ hình này là chơi Vigo với là Dana mà anh em, móc tua này chắc chắn là phải ba rồi. Còn mấy con tài thần thì tài thần là không có con nào rẻ cả, 3-4-5 tiền không, không con nào rẻ đâu. Đấy, nếu mà nuôi ba thì chỉ có nuôi được con ngốc tui với lại là con ba thôi, chứ mấy con khác thì nuôi được ba thì nó cũng hơi ảo. Ôi, ngốc tui trận này ra nhiều quá nhờ, mình có Neko luôn nè anh em ơi. Một con đã lên được 3 sao luôn nè, trận này roll khá là hơi đó. Như là mấy cái trận khác mình roll mãi là không ra đâu nha. Anh em nào xem thấy hãy đừng quên để lại một like đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Đó là nguồn động lực rất là lớn luôn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Rồi, giờ mình đang rất là cần đồ tăng hoặc là đồ phép. Vâng, ra một cái khăn phép, ok cũng được, cũng được, cũng được. Úi xồi ôi, vô cực ánh sáng thiệt nè anh em ơi, hít kiếm ánh sáng luôn. Cùng đao ánh sáng luôn, nhưng mà chắc chắn rồi, vô cực này là ngon nhất cho đốc tuôn rồi đó. Mặc dù là mình sẽ bị dư ra một cái vô cực á, nhưng mà anh em đừng lo, cái này là chơi sát thủ mà. Cái này là chơi sát thủ mà anh em ơi, vô cực dư thì nhiều đứa xài được lắm chứ đâu phải là một đứa đâu. Quá hợp lý rồi. Nó mà ra cái đà bát ánh sáng á thì mới mệt. Nó mà ra cái đà bát ánh sáng thì mới mệt nha. Mà ra cái vô cực như thế này thì hợp lý quá. Đó, nếu như mà chỉ có một mục tiêu bị đánh á thì nó sẽ tăng lên là 35% tốc đánh cho Nocturne trong vòng 3 giây nha. 35% tốc đánh đó anh em ạ. Còn nếu như mà nhiều mục tiêu bị đánh bởi Nocturne á thì nó sẽ hồi máu lại, chứ nó không tăng tốc đánh. Nên cái bài này thì đam nó sẽ ảo hơn một tí, tại vì đồ nó thiên về one shot với lại sốc đam á, không có đeo mục tiêu, không có đeo mục tiêu á. Thường là những cái skill nào mà đeo mục tiêu á, đam nó sẽ yếu hoặc là thấp hơn so với skill nào mà đeo mục tiêu nha. Tại vì nếu mà đeo mục tiêu mà còn đam ảo hơn đeo mục tiêu nữa thì game này lỗi rồi. Như anh em comment cũng bảo mình thử làm con Vigo 3 sao đi. Sợ là bữa giờ mình cũng săn, mình làm dữ lắm mà không lên nổi 3 sao luôn anh em ơi. Cái mùa này làm 3 sao 5 tiền khó thật sự á. À, nếu mà để mà so sánh với những cái mùa khác á thì mình đánh giá luôn là cái mùa này muốn làm 5 vàng 3 sao là khó nhất trong tất cả các mùa mà mình từng chơi luôn. Khó nhất luôn ở nhà này. Mấy cái mùa kia làm cực kỳ dễ, làm khó vách cái đấy á. Nóc tuôn 3 thì ok rồi. Vậy chỉ cần... Ui, ông này chưa gì mà level 9 hả? Ui, level 9 nhanh thế nhờ, hắc cấp à anh em. Mình với anh em khác còn level 7, level 8 còn đang run từ từ mà. Ông thần này level 9 rồi. Đúng là... hắc mà, có thể là chơi long tộc á. Ok đấy, đồ hình này thì giờ cứ đợi mình vào top thôi anh em. Cái này không có biến hệ là ngon ha. Không có biến sát thủ hay là biến tài thần luôn.
Ủa ông này đồ ác thế nhờ. Meta mới à anh em. Ông này Aisan các kiểu. Đánh nồng long tộc xoay sang 5 tiền carry luôn kìa. Ok giờ mình tiếp tục đang lên level 9 thôi nha. Level 9 thì có thể kịp thêm Timo nha anh em. Còn level 8 thì 4 tà thần với lại là 4 sát thủ là đẹp nhất rồi. Hoặc là nếu mà level 8 mà anh em tự ra Timo á thì thay con Gwen này. Tại vì mình bỏ Gwen vào được kích bí ẩn thôi. Phi đồ cũng chuẩn phết nhờ. Phi 2 sao đồ chuẩn phết đấy. Hôm nay quả về con đồ ác kìa. Level 9 luôn rồi. Cái trận này anh em lên level 9 kinh vậy ta. Hôm nay cũng level 8 bằng 50 tiền rồi nè. Mình thì chắc đợi hết round này đi anh em ơi. Sau ra quái rồi ra snốt rồi lên luôn. Ok. Trận này anh em chơi Aisan đồ Efe các kiểu carry nhiều nhờ. Thêm một món đồ tăng nữa, hợp lý anh em ơi. Volibear 2 lên nữa là đẹp. Có Timo luôn à. Máu còn ít quá anh em ơi. Thôi xài luôn đi. Chơi là chơi tới bến luôn. Chơi tới bến luôn anh em ạ. Đây kịp bay bí ẩn là cái lý do hết nè. Gặp ngay cái ông V-Cod này. Không kịp bay bí ẩn là sợ không ăn được á. Ủa ơi. Đàn này đang mẻo vậy ta. What the fuck. Thấy không anh em. Đàn này đem đúng ảo luôn á, chắc nó đem hơn nóc tuôn luôn quá. Ui, nóc tuôn 10.000 đam mà đàn này cũng gần 8.000 rồi. Rồi là đồ ạ, trận này ra đồ đúng nhiều luôn. Ra đồ đúng nhiều luôn. Nếu mà anh em không có cần kịp thêm Timo hay là cần kịp thêm bí ẩn gì đó thì cái bài này hoàn toàn có thể hoàn thành ở level 7 nha. Tại vì level 7 là anh em có thể có 4 sát thủ với lại là 4 tài thần rồi. Nó không cần phải level 8 nha anh em ơi. Nhưng mà level 8 á thì anh em có thể kịp thêm cái búp bí ẩn rất là quan trọng nè. Hoặc là búp thuật sĩ nè, ác quỷ nè, tùy anh em thôi. Volibear rồi mãi không ra, ảo thoại. Mình giữ là con Khajiit này là mình nghĩ nó lại có ra cái biến hệ sát thủ mà trận này nó không ra một cái biến hệ nào luôn. Đúng xui luôn. Hôm nay quá chích tên này đồ ác vậy. Bắn hơi bị kinh đó. Thắng nổ không trời. Phát thua luôn nè anh em. Ôi meta mới rồi anh em. Cái meta này mình chưa cập nhật được nha. Cái meta chích bay giao điện này mình chưa cập nhật được nha anh em ơi. Mạnh vậy. Thắng mình luôn mà. Ảo toàn lái. Ui nếu mà ra con nào thì mình bán con đó, mình bán bớt con cái con kia mình mua rồi. Ở đây toàn đôi không. Lulu, Volibear, Vigo, Timo. Cay thật.
Ông này đem vật lý anh em ơi. Không có cần nhiều bí ẩn đâu. Ờ đúng rồi, giao điện hình như là đem phép hay sao á. Thôi kệ bà đó đi, vô lý bi bỏ vào thân tăng cũng được anh em ơi. Cố lên nào. Thắng được nè anh em ơi. Được không? Hấp tuôn, đừng có thua nha, thua là hơi ảo. Ok. Ui ông này đồ ác vậy. Sáu ác quỷ 4 pháo thủ anh em ơi, chứ nên là nó bắn ghê thiệt. Đây rồi, cái món lật kèo anh em ơi. Cái món này với lại là cái món lốc á, là hai cái món lật kèo lúc cuối game khá là ác nha. Quan trọng á. Đi mua 2 luôn nè. Nếu có xin trả giá mình cũng xin chấp nhận. Mua ban thì mua mất mười mấy máu rồi, 18 máu rồi. Vigo 2 à. Mình bán vào Libby mua Vigo 2 không trời, chắc là không cần đâu anh em. Vigo này cũng không có đồ. Timo 2 này không cần đồ nó vẫn có đam nha anh em ơi, nó vẫn mạnh đấy, không phải là dùng vừa. Quên rồi. Lên đường Timo 2 cái khác bọt luôn á thì cái chưa. Master, ok và GG tất cả anh em nha. Hẹn lại lần sau, hãy chắc hẳn nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.